Tôi viết những câu chuyện rùng rợn. Chính xác hơn, tôi viết creepypasta và tôi thích làm điều đó. Tôi không thực sự giỏi viết những câu chuyện đó, nhưng tôi thấy nó là một phương pháp giải tỏa tâm trạng khá là tốt, đặc biệt khi đầu của tôi đầy ắp những ý tưởng. Vấn đề của tôi là tôi không biết cách để chuyển những ý tưởng đó thành từng dòng chữ. Tin hay không cũng được, nhưng chuyện đó khó hơn nhiều so với việc nói với mọi người. Đôi khi tôi chỉ nhìn vào màn hình và suy nghĩ về cách mô tả một cảnh quan đơn giản. Trong đầu tôi hình dung một cái tay quái dị được soi bóng trong ánh trăng, trong khi những móng vuốt sắc nhọn của nó thể hiện sự ác ý tuyệt đối. Nhưng những gì tôi biết chỉ là cái tay xấu xí với móng vuốt sắc nhọn. Bạn bè của tôi nói rằng tôi sẽ trở nên giỏi hơn nếu tôi luyện tập thường xuyên hơn. Tôi cười nhẹ thở hắt ra, vì tôi đã biết chuyện từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhưng vì lý do nào đó, các tế bào thần kinh trong não của tôi không kết nối để giúp tôi mô tả tình huống. Tuy nhiên, sự thật này không làm tôi từ bỏ việc viết truyện. Tôi đọc đi đọc lại những câu chuyện của mình, đọc đi đọc lại với sự say mê. Điều đó thực sự đôi lúc khiến tôi cười mỉm. Một điều khác nữa mà tôi thích là tìm kiếm trên diễn đàn Reddit No Sleep, đọc các câu chuyện của những người khác và ngạc nhiên vì họ làm cho nó trông dễ dàng đến như vậy. Tôi luôn quá nhút nhát để liên hệ với bất kỳ tác giả nào để xin giúp đỡ. Biết rằng họ có thể nhún vai sau khi đọc câu đầu tiên trong một của những câu chuyện của tôi. Một đêm nọ, khi tôi lướt qua những câu chuyện, một bài viết đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi vì nó trông khá là quen thuộc. Tôi đọc to câu chữ: người đàn ông không bao giờ mỉm cười để tự nhủ với mình. Tôi cào đầu trong vài giây với chút bối rối. Tôi từng viết một câu chuyện với chính tiêu đề đó. Tò mò, tôi nhấp vào trang đó và đọc câu chuyện. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy đó là câu chuyện của tôi, từng chữ một. Tại sao lại có người đạo văn của tôi vậy? Tôi tự hỏi với sự bối rối. Mặc dù tôi cảm thấy khá là bực mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi khích lệ, bởi vì ai đó đã cho rằng ý tưởng của tôi đủ hấp dẫn để đạo văn. Tôi di chuyển con trò tôi đã nhấp vào tên của người dùng. Tác giả có một tên người dùng khá thú vị. Trước khi nó đến. Hả? Tôi đọc to câu đó lên và cảm thấy rất khó chịu với tình huống này. Tôi chỉ ngồi im lặng và không di chuyển trong vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình với sự bất ngờ. Tại sao đó lại muốn đánh cắp chuyện của tôi? Và đó là lúc mà tôi nhìn thấy tất cả các bình luận bên dưới. Tôi nhấp vào các tin nhắn và đôi mắt tôi chạy dọc xuống số lượng phản hồi tích cực vô hạn. Mọi người thích câu chuyện đáng sợ này. Đôi mắt tôi mở to ra với sự ngạc nhiên khi một nụ cười to lớn hiện lên trên khuôn mặt của tôi đầy kinh ngạc. Tôi xem phần còn lại của đều đang đọc tất cả các bình luận. Mọi người vui mừng với sự khám phá của một câu chuyện đáng sợ về một người đàn ông không cười. Thực tế là câu chuyện đó được lấy cảm hứng từ cha của tôi. Ông ta không bao giờ cười cả. Thực tế nữa là ông ta hầu như không bao giờ nói chuyện với tôi. Và khi ông ta nói chuyện thì thường là vì hoàn toàn phẫn nộ. Ông ta không thích một cậu con trai lung túng như tôi. Thường xuyên chỉ trích tôi vì dành quá nhiều thời gian viết truyện, trêu chọc tôi về sự thật rằng không ai bao giờ đọc truyện của tôi cả. Hả? Ông biết gì chưa? Mọi người thích câu chuyện của tôi đấy, ông già. Tôi la hét to lên. Như thế, tôi đang thể sự hiện diện của cha tôi vây quanh tôi trong hương vị ngọt ngào của thành công. Nhưng trong thực tế, tôi sẽ không bao giờ có thể nói với ông ta bây giờ cả. Bởi vì ông ta đã qua đời nhiều năm trước rồi. Ây, chờ đã, đợi đã. Tôi quên mất, ai đó đã đánh cắp câu chuyện của tôi. Thực tế anh đổ dồn về tôi với tốc độ triệu dặm 1 giờ. Sau đó, sự hiểu thấu kinh hoàng nhất hiện ra một cách đáng sợ. Tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ đăng tải những câu chuyện tự viết của mình lên trên mạng cả. Thay vào đó, tôi đã biết chúng trên máy tính của mình, viết trong đầu của mình, bởi vì tôi sợ mọi người sẽ bình luận chê bai chuyện của mình. Khi tôi ngồi trên ghế của mình trong căn phòng tối tăm, tôi cào đầu tìm cách để làm sao người này có thể đánh cắp câu chuyện của tôi được. Và cái luận duy nhất mà tư tưởng của tôi có thể tạo ra, có lẽ đó là do một hacker nào đó, một ai đó đã phải xâm nhập vào máy tính của tôi rồi, bỏ thời gian hack vào máy tính của tôi chỉ để ăn cắp mấy bộ truyện. Tôi tự hỏi thì thầm. Một cảm giác quyền lực tràn ngập trong tôi khi tôi biết mình đã giành được sự ngưỡng mộ mà thuộc về tôi. Và với điều đó, tôi lướt qua máy tính của mình, tìm kiếm câu chuyện của mình. Trong khi tìm kiếm hầu như là không ngừng nghỉ, khoảng vài phút sau đó, tôi cuối cùng đã tìm ra được nó. Người đàn ông không bao giờ mỉm cười. Tôi biết rằng dấu thời gian trên tệp của tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình, và có thể tôi sẽ được tắm trong cơn mưa ca ngợi một lần.
đó là lúc tôi nhận ra điều kỳ lạ nhất xảy ra. Tôi có thể cảm thấy da của mình rợn lên từ sự run sợ khi tôi nhanh chóng quay trở lại diễn đàn để xem người dùng này tả lên chuyện của mình. Không, không thể, không thể nào. Tôi rơi rơi trong tình trạng hoảng loạn. Khủng hoảng của tôi được nâng lên khi tôi nhận ra rằng tôi đã viết câu chuyện của mình sau khi người đó đã tải lên chuyện của mình. Tôi không hiểu làm sao mà điều đó có thể xảy ra được cả. Và tôi bắt đầu hoài nghi về sự tỉnh táo của chính mình. Liệu tôi đã đọc câu chuyện của người đó và viết ra nó một cách không tự chủ chăng? Nhưng mà từng từ, tôi nói với chính mình. Tôi cảm thấy sợ hãi và tôi bước ra khỏi ghế của mình, tắt máy tính xuống và chọn đi ngủ cho khỏe. Có lẽ tôi chỉ cần một giấc ngủ và sự việc kỳ lạ đó sẽ tan biến. Khi tôi rơi vào giấc ngủ, tôi chỉ có thể nghĩ về tên người dùng đó và đọc lên chậm rãi. Before it come. Sáng hôm sau, tôi cố gắng lại bỏ mùi khó chịu của sự không thoải mái mà vẫn đang bay trong không khí từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ của tôi. Đó là ngày nghỉ của tôi và tôi biết rằng tôi sẽ ngồi trên ghế của mình trong 10 tiếng liền, cố gắng làm trí tưởng tượng của tôi được bay lên cao khi tạo ra một câu chuyện mới. Khi tôi mở laptop của mình, những ngón tay cẩn thận đứng trên bàn phím khi tôi suy nghĩ về tiêu đề của câu chuyện kinh dị tiếp theo. Và đó là lúc mà câu chuyện hoàn hảo được hiện lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy một nụ cười ranh mãnh mọc lên trên khuôn mặt của tôi khi tôi bắt đầu gõ. Người đàn ông không thể yêu. Tuyệt vời, tôi vui mừng nói với chính mình. Đây sẽ là một câu chuyện về cha của tôi, một câu chuyện cho thấy sự khinh thường của ông ta đối với tôi. Điều đó đã gây đau đớn cho tôi trong những năm dài ngay cả sau khi ông mất. Hơn thế nữa, vì bất kể lý do gì, tôi vẫn khao khát sự chấp nhận của ông. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt tuôn rơi trên má khi tôi đắm chìm trong ký ức về cha. Không được khóc, tôi la lên khi vỗ vào mặt của mình, buồn bực vì đã để tiếng vang của một người đàn ông tan vỡ phá hỏng ngày của tôi. Tôi từ từ đưa ngón tay vào bàn phím và bắt đầu gõ, cố gắng để tạo ra những câu từ chính xác. Như thường lệ, mùi vị của nỗi sợ hãi xung quanh tôi khi tôi cảm thấy bực bội. Cố gắng là diễn tả những lời của mình và một ký ức đột ngột về cha của tôi lao vào trong trí tôi. Đừng nói lắp nữa, con trai. Hãy nói ra và nói những gì con muốn. Tôi nhớ lại về những lời mắng mỏ của cha tôi. Tôi đặt laptop xuống và lao đi từ bàn làm việc, nắm chặt ngực và cảm thấy nôn nao cho cơn hoảng loạn bùng phát trong cơ thể mình. Đừng có nói lắp nữa, con trai. Lời của cha tôi vẫn đang vang vọng trong đầu tôi, làm ám ảnh tôi. Đầu gối tôi khuỵu xuống. Giờ đây tôi nắm chặt đầu của mình, cố gắng làm giảm những giọng nói trong đầu, trong khi hơi thở của tôi càng ngày càng nhanh hơn. Đừng nói nữa, bà ơi. Mọi người thích câu chuyện của con mà. Họ thích câu chuyện đó. Tôi la lên trong vô vọng. Hít thở sâu, cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn và trườn lên sàn nhà, đổ mồ hôi hột. Trong khoảng 1 giờ, tôi đứng dậy và quay trở lại laptop của mình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng cuộc tấn công gần đây của mình làm nguồn cảm hứng. Cuối cùng, tôi viết suốt nhiều giờ đồng hồ, sửa sai từng lỗi lầm. Và khi tôi hoàn thành, ngoài kia trời đã tối rồi, nhưng cảm giác tự hào tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi sẵn sàng để đăng câu chuyện của mình, sẵn sàng cho sự hưởng ứng chắc chắn sẽ đến. Tôi mở Reddit và tìm kiếm diễn đàn No Sleep. Ngay trước khi tạo bài viết mới, tôi thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình đang chìm vào. Đó là một bài đăng khác của người dùng Before It Come. Không, 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 không thể nào. Tôi kêu lên khi cơ thể run lên từ bài đăng đáng ngạc nhiên này. Đó là câu chuyện của tôi. Người đàn ông không thể yêu. Làm sao lại có thể xảy ra điều này được nhỉ? Tôi mới chỉ viết xong nó thôi mà. Tôi không thể tin vào những gì đang thấy và nhanh chóng mở rộng chủ đề để đọc qua câu chuyện này. Như lần trước, từng từ một, đó là một bản sao của câu chuyện của tôi. Tôi chỉ đứng nhìn trong trống vào màn hình máy tính của mình mấy phút đồng hồ, bị kinh ngạc đến tận đáy lòng. Tôi đưa chủ đến tên người dùng để tìm hiểu thêm về họ, nhưng đột nhiên lại dò dự. Tôi không thể giải thích tại sao cả, nhưng một cảm giác sợ đã bao trùm lấy tôi. Tuy nhiên, với nỗi lo sợ của riêng mình cứ tràn ngập qua các lỗ chân lông, tôi vẫn bấm vào cái tên đó. Khi tôi lướt qua các câu chuyện của người dùng, tôi cảm thấy mồ hôi chảy dọc trên áo và nhận ra sự thật đáng sợ rằng tất cả các câu chuyện đều là của tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Ý tôi là, tôi có thể làm được gì bây giờ? Gã này đã đăng tải tất cả các câu chuyện của họ trước khi tôi kịp biết câu chuyện của mình. Vì sự thất bại của riêng mình, tôi đã gửi cho hắn ta một tin nhắn giận dữ, muốn biết họ làm như thế nào để lấy đi câu chuyện của tôi. Này, làm sao bạn có thể ăn cắp câu chuyện của tôi vậy?
Tôi đánh máy, yêu cầu biết cách điều này có thể xảy ra. Đến từ sự ngạc nhiên của tôi, người dùng trả lời ngay lập tức và phản hồi của họ khiến tôi rùng mình. Trước khi nó đến là tất cả những gì họ viết lại. Nghe đây, mục đích của mày là gì? Tôi trả lời lại với cơn giận từ đáy lòng. Như trước đó, người dùng đã trả lời giống như vậy. Và dù tôi có hỏi câu gì đi chăng nữa, tôi chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, đó chính là Before it come. Tôi ném chiếc laptop xuống sàn nhà với sự hung dữ, kinh hãi vì những gì vừa xảy ra. Và trước khi một câu hỏi nào khác có thể xảy ra nữa, tôi hít thở sâu và đi đến tủ thuốc của mình, nuốt xuống vài viên thuốc ngủ để sẵn sàng kết thúc đêm kinh hoàng này. Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ lạ kỳ. Đó là một ký ức của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Một ký ức mà tôi muốn quên đi. Một đêm nọ, cha tôi về nhà và say hơn bình thường và cãi nhau với mẹ của tôi. Tôi đã can thiệp và cố gắng làm cho ông ta sợ bằng một cử chỉ ma thuật mà tôi thấy trong một bộ phim. Ông ấy cười gằn và đẩy tôi xuống sàn nhà, lấy dây thắt lưng của mình ra, sẵn sàng để cho tôi thấy rằng đừng bao giờ thách thức ông ta nữa. Đó là lúc mà mẹ của tôi ôm được ông ấy và bảo tôi chạy và trốn đi. Với nước mắt trong mắt của mình, tôi trở lại phòng của mình để tìm kiếm nơi trốn tốt nhất. Và đó là khi ánh mắt của tôi bị khóa vào tủ quần áo. Tôi nhảy vào bên trong và chôn mình dưới những bộ quần áo rải rác trên sàn nhà. Tiếp theo đó, tôi nghe tiếng la hét kinh hoàng nhất. Đó là tiếng la hét của mẹ tôi. Và tôi chỉ có thể cho rằng cha tôi đã làm tổn thương cô ấy nặng nề. Đó là lúc mà tiếng bước chân gần lại. Và từ những bước chân đó, tôi biết rằng đó không phải là mẹ tôi, mà là của cha tôi đang say rượu. Tôi nhắm chặt mắt mình lại khi tôi che tay của mình, cố gắng đưa mình vào một thế giới khác. Và đó là lúc mà cha của tôi mở cánh cửa tủ quần áo, cười mồm mỉm nhìn xuống tôi, sẵn sàng dạy cho tôi một bài học. Nước mắt tràn ngập khi hơi thở của tôi trở nên nặng nề, và tôi chuẩn bị cho sự đánh đập sắp tới. Nhưng đó là lúc mà nụ cười của cha tôi biến thành một nét mặt đầy kinh hãi. Ông ta nắm lấy ngực của mình khi nỗi sợ hãi chôn vùi trong đôi mắt và đột nhiên ngã xuống sàn. Tôi đã tỉnh dậy ngay sau đó, đầy mồ hôi và nước mắt. Tôi phải đi làm, vì vậy tôi cố gắng để quên đi những cơn ác mộng khủng khiếp đó và đi ra ngoài đường. Khi trở về nhà, tôi cố gắng không nhìn vào laptop hư hỏng của mình nữa, quyết tâm không nhường nhịn sự tò mò của mình về bí ẩn nó xuất hiện trước mặt tôi. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi đã không nghĩ về những thứ kinh dị. Thay vào đó, tôi xem một vài bộ phim hài, cố gắng lắp đầy suy nghĩ của mình bằng thực tế hài hước. Nhưng mỗi giờ trôi qua, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng và nỗi sợ hãi bên trong tôi khi sự tò mò càng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Đó là lúc mà tôi lao đến laptop, mở nó lên và vui mừng phát hiện rằng nó vẫn hoạt động bình thường. Vấn đề duy nhất là màn hình bị vỡ và nó làm cho màn hình trở nên khó nhìn hơn. Tôi nhanh chóng nhập URL Reddit và cuộn xuống đến người dùng đã ám ảnh tôi để tìm hiểu thêm về người này. Đáng ngạc nhiên thay, khi tôi thấy người dùng đó đã đăng một câu chuyện mới, một câu chuyện mà tôi chưa từng viết. Không thể tin được, tôi thì thầm nhỏ với chính mình. Nó có tiêu đề đáng kinh ngạc, một cái tên đã kích thích dây thần kinh, kích hoạt một loạt cảm xúc trong tôi. Chàng trai không bao giờ được yêu thương. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác như kim đâm từ sự tức giận. Một tên khốn kiếp, như kiểu họ biết tôi vậy. Và với tốc độ nhanh chóng, tôi lướt qua câu chuyện đáng ghét này và đọc chúng. Từng có một cậu bé nhỏ, một cậu bé rất đặc biệt, mê đắm trong thế giới của sự tưởng tượng. Tuy nhiên, thực tế sẽ tạo mà cậu ta đã tạo ra cho chính mình không chỉ giấu được sự thật đau lòng của thế giới tàn ác, mà chỉ làm mờ đi ranh giới giữa thực tế và giả tạo. Tôi cảm thấy trái tim của mình đang đập nhanh khi mắt tôi nhắm chặt vào các đoạn văn này với sự lúng túng hoàn toàn. Sau đó, một ngày nọ, cậu bé đã hiểu được bí mật của thế giới thần bí mà cậu tìm thấy mình đang ở. Bức tranh aha của cậu bé là chiếc tủ quần áo mà cậu có thể đi vào. Cậu bé đã đóng kín cánh cửa tủ áo, sẵn sàng đối mặt với một thực thể nào đó. Tôi đóng băng vì sự khó hiểu, và tôi có thể cảm nhận được một chút lo lắng vào trong cơ thể của mình khi từ từ quay đầu nhìn vào tủ quần áo của mình, nhìn vào với cơn tuyệt vọng. Điều mà cậu bé thích là đọc truyện, những câu chuyện đặc biệt. Những câu chuyện có thể dự báo được tương lai để cậu bé có thể đối mặt với những điều không chắc chắn của thế giới này. Tôi khinh thường và cười khẩy khi đọc câu chuyện này. Nhưng khi đọc tiếp, tôi nhận ra câu chuyện chưa kết thúc, mà chỉ kết thúc một cách đột ngột. Và chỉ có một câu duy nhất tiếp theo là những từ giống như là những từ đã kinh hãi tôi trong vài ngày qua. Trước khi nó đến,
Nó chỉ đang gõ liên tục, cuộn xuống bài viết với mỗi giây trôi qua. Và đó là lúc tôi nghe thấy âm thanh ghê tởm nhất. Một tiếng động nặng nề khiến tôi sững sờ. Và bất ngờ thay, nó xuất phát từ tủ quần áo. Chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Tôi la toáng lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ khoảng không gian nhỏ tối tăm đó. Và đó là lúc mà ánh nhìn của tôi quay lại máy tính xách tay. Tôi nhận ra là tên người dùng đã tiếp tục câu chuyện của họ. Mà không hề có bất cứ cảnh báo nào cả, cậu bé nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ tủ quần áo của mình. Anh ta tiến đến gần hơn, đầy kinh sợ, và nắm lấy tay nắm cửa sẵn sàng để khám phá những bí mật độc ác nằm bên kia. Tôi nghe thấy những tiếng động ghê tởm hơn nữa từ tủ quần áo. Tôi không biết nghĩ gì, và trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy như tôi cần phải làm những gì câu chuyện nói. Có lẽ tôi cần phải mở cửa ra. Nhưng khi tôi bắt đầu bước đi về phía tủ quần áo thần kỳ, tôi nghe thấy giọng nói tàn nhẫn nhất. Đừng nói lắp nữa, con trai. Tôi gần như ngã xuống sàn từ nỗi sợ hãi hoàn toàn. Không thể nào. Miệng tôi mở to ra với sự ngạc nhiên. Giọng nói đó. Giọng nói đó, nó là của cha tôi. Tôi quay lại máy tính xách tay, muốn biết câu chuyện này kết thúc như thế nào. Và đọc những từ này khiến tôi run lên từ tận cốt tủy. Nó viết như sau. Nó đến rồi. Tôi lại ngồi đây suốt nhiều giờ đồng hồ. Tiếng ồn kinh khủng vẫn xuyên thủng từ chiếc tủ nhỏ. Nhưng đáng sợ hơn cả, tôi đã nghe tiếng gọi của cha tôi. Câu chuyện trên Reddit đã dừng lại. Như thế, nó đang chờ tôi mở cánh cửa. Nhưng tôi sẽ không thể nó có được sự thỏa mãn đó. Thay vào đó, tôi sẽ ngồi đây và chờ đợi cho nó mệt mỏi, cho cha tôi đầu hàng. Vì tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Và nỗi sợ hãi mà ông ta đã gây ra cho tôi đã trở thành quá khứ rồi. Và khi giọng nói càng ngày càng gào thét với ý định đe dọa tôi chỉ có thể hét lên và đáp trả.